Xin trân trọng kính chào toàn thể các bác. Xin mời các bác cùng em thưởng lãm những bông nhất chi mai sau Tết được bà con trưng bày ở ven đường ở Sapa. Em xin phép mời các bác chúng ta cùng thưởng lãm bông nhất chi mai. Đẹp tuyệt vời, bông rất nhỏ thôi.